chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh hqt Vlog. chúc quý vị và các bạn uh, thật nhiều sức khỏe và bình an vừa qua mùa dịch này um, thành mới vừa đi Vegas về thì uh, cuối tuần bây giờ thành lên mạng xem một chút báo chí cho vui thì uh, có một số bài báo cũng khá là nóng sốt rất là thú vị mọi người ạ à, nên thành đang chia sẻ với mọi người cho vui Thì. Um, Hôm 14 vừa rồi thì chị đại của chúng ta có livestream cùng với ông Dũng Lò voi Cũng giống như một tập dượt quân số để trước khi tiếp tục tiến thẳng vào các cơ quan báo chí của Việt Nam cũng rất là hay. Như lần trước thì cũng là một đợt chị đại tập, tập hợp quân quân của mình tấn công tỉnh thấp bồng lai thì biết tục rồi vừa rồi thì đi gặp nhà báo hằng ni rồi đi gặp uh, nhà đấu đức hiển nhưng mà không được tiếp uh, hai nhà báo ấy không có tiếp nên rất là bực bội và chị ấy về tao chơi cho mày biết nên nó tiếp tục chị lên kế hoạch để mà gặp đến tổng báo viên tập pháp luật luôn để hai hai đứa nhóc kia thứ là gì toàn là phản động không à nhưng mà kỳ này thì có nhiều cái sau cái cuộc live stream vừa rồi thì có nhiều điều hấp dẫn và báo vừa mới đăng cách đây cũng khoảng à, nửa tiếng một tiếng gì đây xin à, đọc cùng mọi người cho vui ha công nhận là chị đại của mình rất là tuyệt vời à, trước đây thì chị tấn công vào cá nhân ca sĩ rồi những người rồi tới tục tới những nhà báo à, cũng khá là gạo cội, rồi bây giờ tiếp tục tấn công vào những cái quan uh, truyền thông, báo chí chính thống của nhà nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam, công nhận chỉ đại là số 1, công nhận đó. Nên uh, thật sự thì mình nghĩ là bởi vì vậy, những cái phản động mà bị chính quyền đang giam giữ cho nhà tù Việt Nam, ấy, thì cũng như là... là, là là nó giống như là báo tuổi trẻ bóng pháp luật thôi tại vì cũng giống nhau hết chỉ góp và chỉ gom vào phản động hết ai chống chỉ là phản động hết này mọi người để ý nha qua chừng hết đúng không á thôi thành đọc đề thành đây thành mở cái một số cái trang ở đây cho mọi người xem chơi ha cùng với thành đọc báo nha ai ai ấy thì đây tờ báo dân việt nè đó, vụ CEO Nguyễn Phương Hằng tổ chức live stream nhục mạ báo chí, cơ quan chức năng Bình Dương vào cuộc. Đó, rồi tiếp tục qua tờ báo khác nữa coi, này. báo giáo dục thời đại cũng có là bà Phương. Bà Phương Hằng live stream tại khu du lịch Đại Nam, cơ quan chức năng đang vào cuộc xử lý vi phạm. Đó, một tờ báo nữa. Nhiều báo lắm, báo đồng loạt lên đây, báo tờ báo người lao động. Tờ báo đây cũng khá là quan thuộc đối với những người ở Việt Nam đã diễn biến nóng liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng. Đó đâu còn một số tờ báo nữa mà thôi chắc là cái tin nó cũng giống nhau thôi. Thành đọc một cái cho mọi người xem chơi. À, à mọi người làm biến á. <laughs> lười lười á, thì để em đọc. À, à, em mới thấy được tiêu đề thôi chứ em chưa đọc hết. Ở à, Đây, Ủa, hồi nãy là có tiêu đề ra, cái đây của nhà báo biết này. Sở Văn hóa, Thể dục, Thể và Du lịch tỉnh Bình Dương đang làm báo cáo trình lên ủy ban nhân dân tỉnh về các vi phạm trong buổi phát sóng trực tiếp livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Y Dũng tại sáng ngày 15 tháng 11 trao đổi với phóng viên dân Việt lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết đang làm báo cáo để trình lên ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về những vi phạm trong việc tổ chức buổi livestream do bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Y Dũng tổ chức tại khu du lịch Định Đại Nam, phường Hiệp An, thủ dầu một, tỉnh Bình Dương vào chiều ngày 14 tháng 11. À, để em bật qua đây cho nó hiện cái gương mặt móc em lên cũng được. Ừ. <laughs> à, thì theo đó thì sở đã giao cho thanh tra làm rõ vụ tập trung đông người tại buổi livestream tại khu du lịch Đại Nam à, nó không tuân thủ nguyên tắc 5 k trong công tác phòng chống dịch covid đồng thời báo cáo các nội dung không chuẩn mực trong buổi phát sóng này. Ừ. Thì cái đây thì vừa rồi Thịnh đang đi chơi thì thành cũng có nghe một tí cũng lên xem cái livestream cũng khá là dài và cũng khá là hành tráng của ông Dũng lò voi và chị Hằng cùng với quân đội của chị đạo quân của chị chứ quân đội thì không phải đạo quân của chị một, một, một tập đoàn youtuber rất là hùng hậu và ở Việt Nam nhiều bạn youtuber mà muốn lên tiếng chống đối lại chị đại thì không được thì một là phải theo chị hai là coi như đứng im không dám nói gì hết nói vô là cả một tập đoàn nhảy vào chửi bới chịu không nổi và trên Facebook là mình cũng thấy chỉ đây hiện nay thì chỉ cũng có một vài uh, YouTube cũng rất là lẻ loi và mình biết mà những bạn đó thì cũng có một cái đồng đội uh, ít ỏi uh, dám chống lại đương đầu lại thôi cũng phải là cứng cựa lắm chứ không thôi là chỉ sử dụng có thể mình không biết có phải là chỉ không nhưng mà những cái thành phần ủng hộ chỉ là uh, cũng mặt rô dữ lắm xâm sổ rồi lên đang lên chim của các bạn đó thì gọi điện thoại tới chửi bới rồi cũng dùng toàn là ngôn ngữ đờ mờ phải không à? các anh chị xã hội mà mình nghĩ các anh chị xã hội trước đây mình có biết họ không làm như vậy đâu chắc có lẽ là mấy anh này cũng lên là phụng ma trận mắt là để hỗ trợ cho chị đại thôi thì không biết là như thế nào thì thôi thể thành tiếp tục đọc cho mọi người ha cũng theo sở lãnh đạo văn hóa thông tin mình du lịch bình dương tại thời điểm buổi livestream được diễn ra xã đã cử người xuống khu du lịch đại nam để ghi nhận tình hình mặc dù tại thời điểm hiện tại bình dương cho phép à, các loại hình du lịch mở cửa nhưng vẫn giảm công suất đó phải tuân thủ nguyên tắc 5 k tức nghĩa là những cái năng lực trước đây thì ví dụ 100 người thì có thể giảm còn nửa hay là một phần ba thôi Đó. À, nhưng mà vừa rồi thì tổ chức rất là mà mình coi cả hai cả ngàn người tập trung gần rất là gần nhau mà ta được biết thì đọc, đọc báo vừa qua thì các tỉnh phía nam bình dương rồi mà sài gòn rồi bắt đầu dịch nó cũng bắt đầu bùng phát trở lại cũng rất là nguy hiểm mặc dù là có chất ngừa nhưng mà chị chị hằng với anh dũng thì hình như là không khe về vấn đề đó chỉ quan tâm tới vấn đề là coi như làm sao mà đánh cái tụi phản động mà cái tụi mà chống đối lại chỉ đó à, thôi nên ai cũng chích ngừa rồi <laughs> không sao hết <ấy> đó <laughs> à, và mình tin chắc là cái đó là chỉ chuẩn bị lực lượng để chuẩn bị tấn công cái cái nhà báo à, cái, cái báo pháp luật rồi đó báo tuổi trẻ rồi đấy à, nên kỳ này chỉ tiếp tục hội quân à, để bà, đó là cái bề mặt bề 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 ngoặt bên ngoài thôi còn ví dụ trong kính chỉ bàn nhiều thứ lắm đâu có biết được đó, đó bây giờ tiếp tục bài báo đó là tuy nhiên theo ghi nhận thực tế tại buổi livestream này thu hút quá đông người không đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch đó theo đấy đó là theo cái bài báo của à, dân Việt đó đấy. rồi có trích lời để chúng tôi có trách nhiệm thu thập thông tin làm báo cáo gửi lên lãnh đạo tỉnh Bình Dương tỉnh sẽ căn cứ đề xuất và ra quyết định xử phạt ô oh, xử phạt đối với chị chị đại mình là không có xí si nghe gì đâu chỉ tiền tỷ mà đây, yên tâm đi chị không lo đâu tất cả mọi người mà ủng hộ chị không có sao hết đó à trong đây để mình mở một cái video trong quá trình đó thì vì sao mà nó cái thông tin này nó hót, nó hót một chút thôi tại vì 8 tháng nay thì chị ra rã chửi rồi ông dũng cũng lên nói một bụng một, một bổng hoa bổn cũ soạn lại hoài chửi rồi công lao của mình rồi những cái gì mình đóng góp cho đất nước rồi rồi chửi bới những cái người mà chống đối lại chị rồi phán động rồi nhiều thứ lắm à, mà thường thường là những ngôn ngữ mà chị đã sử dụng là nó tuyệt vời lắm nó phù hợp với cái khu văn hóa du lịch Đà Nẵng của chị lắm luôn á, thật sự luôn á à, nên trong này thì có một cái điểm nó hơi nhắn một tí đó là chỉ để cho lính của mình à, cho quân của mình lên chửi báo chí và ghép báo chí vào phản động mà phải <laughs> để thành mở là cái thông tin là cho mọi người xem tí thôi chích chứ chỉ livestream mà hình như 4 tiếng đồng hồ đó. ai mà can đảm lắm mới coi được chứ không phải dẫn đâu nha mọi người đây để mở lại đây, chỗ đây với lại từ đấy cho em xin nhận xét một vài lời à, về cái vụ phát nghệ sĩ để thì tranh chưa em đã lắm rồi đó, đại Nhưng đại mà em khẳng định với mọi đó. người là 100 thằng Long Vô đánh đó. Không không xì dê với bọn đó, đó đâu rất là hùng hùng. Chỉ có Đúng lại Nam đánh, đánh vào thì Nó mới bắn chặn cái bọn đó ra như vậy Chứ còn bảo là nếu như Bình thường đánh nghe Không ăn thua gì với cái bọn ca nghệ sĩ đâu mọi người ạ Và cái bọn đó bây giờ thì rõ ràng là Nó có bọc lót rất là kỹ Báo chí này, truyền thông này, phản động này Nói chung là Bây giờ ấy, báo chí của Cộng sản Lại nghe chung nghe. với lại phản động để đánh một cái phương hàng thì rõ ràng là cái chuyện đấy là bây giờ cái người dân ở trong Việt Nam mình những người mà yêu nước yêu chiến nghĩa thì mọi người cũng nhìn thấy hết rồi và em phải khẳng định là trong cái chuyện này nếu Đại Nam không phải là Đại Nam không phải là quốc vàng thì không thể nào đắm được bất kể một thằng nào trong cái chỗ chuyện này đâu mọi người ạ xin mọi người cho à, chà lính của chị rất là hùng dũng hùng hồn và nói về tất cả các báo chí của chính thống là coi như, theo phản động phản động là ai phản động là những cái đứa mà chống lại chỉ như ví dụ như chị nhà báo hằng ni nè phan thông nè rồi một số anh chị em ít ỏi nữa đang ở trong nước đó ồ oh, công nhận coi Cô như lính của chị quá hùng hồn luôn ừ. thì thôi tiếp tục em đọc tước là chiếc <laughs> trước đó chiều ngày 14 tháng 11 nguyễn phương hằng và ông hồ Ní đức tức dũng là vô chủ du lịch đại nam đã tổ chức chương trình doanh nhân hồ nữ dũng và nguyễn hằng gặp gỡ giao lưu cùng quý khán giả thật sự là quý khán giả không có bao nhiêu đâu Đậu quân của ông của chỉ là nhiều thôi thì trong đây họ cũng nói tiếp tục đáng nói là buộc livestream này đã thu hút hàng trăm youtuber và gần một ngàn người có mặt trực tiếp để tham gia trong khi dịch covid đang diễn biến phức tạp đó tất nhiên mà khi mà chỉ đụng tới báo chí chính thống thì người ta họ cũng phải có phản ứng lại chứ thôi chứ không thôi diễn đàn chỉ dành hết sao hả <laughs> đó. Thì thành ra là bây giờ tới lúc mà báo chí bị lên thớt cùng với <laughs> với những cái người nghệ sĩ làm từ thiện rồi một số nhà báo à, chống đối lại chỉ và một số youtuber ít ỏi công nhận là chị Hằng mình là số 1 phải nói là năm bự quanh luôn á ừ. nhưng mà ở trong này thì bắt đầu báo chí cũng nói lại đây có một điều khác khiến dư luận hết sức bất bình đó trong đây họ báo họ nhấn mạnh nha có một điều à, khác khiến dư luận hết sức bất bình là khách mời trong livestream của bà nguyễn phương hằng đã có những phát biểu chuẩn mực thiếu chuẩn mực cho rằng báo chí cộng sản chung với phản động để đánh nguyễn phương hằng chị mình có cảm giác như hồi mới trước mà xem cái cái livestream của chị phương hằng mà xuống tấn công định thất bồng lai đó mình dồn cái tớ chỉ đi nghe, giống thật sự là giống một 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 nguyên thủ quốc gia lắm thật sự như vậy chỉ đi uh, kinh lý hay là đi ủy lạo về đi thăm quần chúng tướng rất là ấy thật ra là rất là oai vệ chứ không phải là chuyện bình thường đâu mọi người đó, bây giờ mà chỉ tấn công tới coi như là báo chí rồi là 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 ai mà đụng tới nguyễn phương hằng là, là đụng tới chín mươi mấy triệu dân này họ chỉ nói những tuyên bố những cái tuyệt vời lắm không nhận là mình có như mình cũng chịu chỉ luôn <laughs> nhưng mà vừa rồi thật sự là à, nếu mà xem cái livestream á thịnh bữa nay lại lên thịnh nó sàm cho vui thôi à, tại vì vậy gì tệ mình ghét chị thôi chứ trước đây mình cũng mến chị lắm mến cũng khoảng được vài ba tuần nhưng mà sau này chị tấn công rồi tới cái người chết mà chị cũng không, tha đó là cái ca sĩ phi nhung một người thành rất là yêu mến và rất là cảm phục về cái tấm lòng đó nên bây giờ là tự nhiên mình thấy chỉ là mình cũng muốn phản đối thôi phản tấn công chỉ thôi mà tấn công không nổi thì kệ nó mình góp một xíu cũng được để cho đánh động mọi người à, ở việt nam có bậc trẻ không nên sợ chỉ có gì đâu mà sợ chỉ là chỉ là một cái ceo là doanh nghiệp thôi không có phải là là cái gì một tay tre bầu trời đâu chỉ tấn công đây rồi chỉ để lại những cái rồi nói nhiều quá rồi sẽ có ngày đi đêm hoài cũng có ngày gặp ma thôi Chị tấn không thấy người này tới người kia rồi tới một lúc mọi người sẽ nhận ra được chân tướng của chị vì sao như thế Đó. Thì, thì được biết nè nội dung liên quan tới nội dung này dung, thu à, sở thông tin và truyền thông tỉnh bình dương cũng đang vào cuộc xác minh để làm rõ các thiếu một các phát ngôn thiếu chuẩn mực thì lần lần thì mình nghĩ là khi mà cơ quan báo chí đẩy giờ thành nó dẫn cho vui một tí với mọi người à, cho nó đi về thì cũng tiêu tiếu một xíu cho nó vui thôi với bạn bè của mình trên cái kênh cái, cái, cái youtube này còn anh chị em cô bác nào mà vô tình đi ngang qua đây thì nếu mà thành nói nó đùa nó không có phải lắm thì cũng lượng thứ cho tại em lên đây nó bà sàm cho nó vui trên cái kênh của em thôi với mục đích là làm sao cho bà Nguyễn Phương Hằng này bớt 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 mồm lại mà mình tin rằng sắp tới bà phải bớt mồm bớt miệng lại hiện nay thì vừa rồi thêm cái livestream của ông ông huỳnh Huy dũng Đó, với một số uh, lính <laughs> mình gọi là lính mình nói quân đội thì nó kỳ quá cho một thật là lính sai đâu đánh đó nhưng là coi như là uh, chiến binh coi như là thủ lĩnh của, hằng mà ra lệnh một cái là tất cả chiến binh nhảy tấn công không cần biết là đúng sai hết cứ là đối tượng nó ra là chửi xấu xả <laughs> cả kể cả nhà báo kể cả coi như là những người khá là nổi tiếng kể cả là một cái cơ quan uh, hành chính uh, coi như là của, của chính quyền nó, nó khủng khiếp như vậy đó thì chắc chắn là có ngày là chị cũng bị trừng trị thôi ừ. thì qua cái livestream vừa rồi ấy, à, à, ở đại nam ấy, thì mình thấy à, chị hằng cũng mệt rồi 8 tám tháng qua chửi bới rầm trời rầm đất rồi mà mà khổ nổi mấy anh youtuber hay nhà báo nó cứ lên một thằng nó lên nó nói rồi một thằng nó lên nó nói nó nói hoài cái kiểu đó à một nhà à, là chỉ chịu không nổi chỉ đối bức xô tối gì là mơ, mơ mơ coi như mơ ác mộng luôn phải làm nghĩ sao để mà đối phó lại các anh chị nhà báo như là chị hằng ni á mình thấy nó thật sự mình cũng thích cái phong cách của chị hằng ni à chỉ chuyển đổi từ cái một cái nhà báo có vẻ là chính quy bây giờ sang cũng kiểu cười cợt dẫn rồi mình thấy rất là hay và chỉ làm một cái chương trình mình thấy nó giống y như là à, chuyện hài buồn buồn mà vô cái cái kênh của chị Hằng đây coi cũng nó vừa có cái những cái kiến thức pháp luật rất là hay để cho giúp mà mọi người vào xem cái kênh của chị hiểu hơn à, mình làm như thế nào đúng và qua đó thì mình hiểu được cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng à, nó cụ thể hơn à, nó như nó rất là hay Không ai có thời gian thì xin vào cái kênh của chị nhà bác Hằng đi thì thôi có lẽ hồi nãy giờ <laughs> em đi về bữa nay thì đi chuyến đường nó cũng khoảng bốn năm tiếng đồng hồ nó cũng mệt lên đây à, góp một tiếng nói cho nó vui nữa cà tửng cà tửng vậy đó à, với chị hằng chị cũng cà tửng thì mình cũng cà tửng nhưng mà thật sự à, ở việt nam các bạn không có cần phải sợ chị hằng đâu chị hằng cứ dùng cái đội quân của chị đó lên rồi, ai chống đối mình đó, thì coi như là chửi chửi sắp mặt mà chửi không được thì bắt đầu um, dùng dân hồ mạng à, có như hù à, lôi địa chỉ lôi vợ con người ta ra địa chỉ ở chỗ nào để mà dập à, rồi bây giờ tới chơi tới cơ quan báo chí luôn có lẽ là chỉ muốn làm cho lính của chị biết rằng tao mạnh lắm tới cơ quan báo chí trung ương địa phương người tao còn dập được tao còn chỉ mặt được à, cho lên lịch chuẩn bị tao tới tao tao ta nói chuyện với chủ tịch báo pháp luật <laughs> không phải là chủ tịch mà là cái gì ta à, ông đứng đầu của nhà báo của anh mắc thì à, còn được nè thứ gì mấy cái thằng tép riêu này nên cứ yên tâm theo chị là vừa có tiền à, chị tạo cố ngày đêm hết sức để tạo trend cho các em làm ngoài ra là à, dưới bàn tay chị chị được bảo chị bảo vệ cho không có lo gì hết đó bởi vậy cứ tiến công tấn công Đã đời đi không sao hết á ừ. như vậy thì thôi quân của chị đứng đông quá thì em cũng muốn góp một sức một phần nhỏ nhỏ để đứng cái bên đối diện của chị để cho nó cân bằng một tí và hy vọng càng nhiều người Nấu uh, góp <laughs> cùng với những cái người cái cơn gió nhỏ 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 dài để mà điều chỉnh chị bớt để để tại vì thật sự thì uh, những người như HWTV Vlog này cũng ngưỡng mộ cái tài năng của chị lắm à, về đại diện cho một cái lớp tầng lớp tân, tinh hoa của Việt Nam mà uh, doanh nhân là những cái gì đó tạo những cái gì uh, uh, nguyên khí của quốc gia để phát triển đất nước mà bây giờ chị cứ đi chửi tối ngày đó rồi các em nhỏ nó cứ tưởng là cứ chửi chửi như vậy là sẽ thành công chửi như vậy là nổi tiếng không có bất chấp tất cả coi như là già không tha trẻ không tha người chết cũng cũng lâu ra chưa trông xuống cũng cũng làm cho thì nó tội cho cái lớp trẻ lắm bởi vì vậy thật sự bớt đi chị nhé à, với anh dũng à, về dẫn vợ mình về anh viết sách rồi tu rồi binh pháp gì đủ thứ mà coi như bà xã của anh như vậy đó mà anh dạy không được thì anh viết cho ai ai mà coi thật sự luôn nên thôi để cho xã hội nó bình yên bớt đi còn cái chuyện anh chị cái chuyện cá nhân thì à, của anh chị thì có cơ quan pháp luật được ra kiện ngoài đó đi cỡ gì tội gì mình lại cái lớp tầng lớp tinh hoa của Việt Nam mà lên để những cho những, những cái thằng như HQT Vlog và những cái thằng Phan Phong những cái thằng nó tép nó không là nó chỉ là youtuber kiếm tiền thôi mà để nó lên nó nói mình nó nó, nó bắt mình từng câu từng chữ một à, thật sự thì cũng rất là tự hào khi mình cùng cùng ngang bài với nhau mà để nói chuyện <laughs> thôi chào chị nhé hy vọng là lần sau thì em có được nhiều thông tin hơn để chia sẻ cùng với mọi người về hiện tượng nguyễn phương hằng một cái hiện tượng rất là tuyệt vời đại diện cho cái khu văn hóa du lịch của đại nam mà đó là một cái tài sản quý giá của việt nam mình theo anh huỳnh anh dũng nói thôi em Xin xuống đây hẹn mọi người ở video sau nhé. Chào tạm biệt